Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay lại với chương trình đánh giá nhanh của chúng tôi. Và như thông tin chúng tôi đã đưa thì cách đây ít hôm, Honda Việt Nam đã vừa cho ra mắt phiên bản facelift nâng cấp của chiếc xe Honda CR-V với tên gọi là Honda CR-V 2020, với một số nâng cấp nhẹ ở bên ngoài và bên trong, và đặc biệt nhất là có một sự nâng cấp rất mạnh mẽ về các tính năng an toàn. Và ngày hôm nay tôi có mặt ở đây bên cạnh chiếc Honda CR-V 2020 phiên bản L cao cấp nhất để giới thiệu với các bạn những chi tiết thay đổi đáng kể ở trên chiếc xe crossover 5+2 chỗ này. Và không nói nhiều nữa, ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu. Tổng quan về mặt thiết kế của mẫu xe Honda CR-V 2020 này thì chúng ta có thể thấy rằng là không có quá nhiều điểm khác biệt cả về thiết kế ngoại thất cũng như là về kích thước của mẫu xe này. Tuy nhiên, các nhà thiết kế của Nhật Bản của Honda đã đưa vào những chi tiết nhấn nhá tạo điểm khác lạ và ấn tượng hơn cho mẫu Honda CR-V 2020. Điểm đặc biệt và rõ ràng nhất các bạn có thể nhìn thấy là ở phần đầu xe vẫn giữ nguyên thiết kế là Solid Wing, nhưng đã được tái thiết kế và tạo một cái đường nét nó bắt mắt hơn và nó tạo cái sự liền mạch và nuột nà hơn cho mẫu xe này. Và đặc biệt là ở phía cái cản dưới này thì cái thiết kế mới trông cho chiếc xe Honda CR-V 2020 có phần nào đấy nhìn nó gồ ghề, nhìn nó bướng hơn và nhìn nó cá tính hơn so với phiên bản trước đây. Và nếu các bạn nhìn kỹ một chút thì ở phần lưới tản nhiệt ở đây, ở phần này sẽ có một cái ô nhỏ ở đây. Đây chính là bộ phận tích hợp radar trong cái công nghệ Honda Sensing rất đặc biệt. Một lát nữa tôi sẽ nói kỹ hơn và sẽ có một video chi tiết hơn. Thì đây chính là một bộ phận để cấu thành cái hệ thống Honda Sensing. Ngoài ra thì nếu nhìn lên trên cao một chút ở vị trí trên kính lái ở đây thì Honda CR-V 2020 còn được trang bị thêm cả một cái camera để có thể nhận biết được các đối tượng đi ở phía trước cũng như là các vật cản. Khi kết hợp camera này và cái hệ thống Honda, cái hệ thống radar ở đằng trước thì hệ thống Honda Sensing kích hoạt được đến là 5 tính năng, bao gồm có năm tính năng đấy nhiều lắm, tí nữa tôi sẽ nói chi tiết sau. Bây giờ chúng ta sẽ đi về mặt thiết kế ngoại thất đã. Bỏ qua phần đầu xe xong thì chúng ta sẽ đi đến phần ngang thân xe. Có thể dễ dàng nhận thấy rằng là bộ vành mới của Honda CR-V tạo một cái cảm giác gì đấy rất là khác lạ, rất là khó nói. Một số người đã comment với tôi rằng cái bộ vành mới của Honda CR-V mang hình dáng của một bông hoa mai, trông có vẻ yếu đuối hơn so với trước đây. Tuy nhiên một số người khác thì lại nhìn nhận nó là một cái sự thay đổi và thể tạo được điểm nhấn và tạo sự khác biệt so với thế hệ trước. Còn ở bản thân tôi thì tôi sẽ không đưa ra ý kiến gì cả, bởi vì đó là ý kiến của các bạn, và tôi sẽ chỉ giới thiệu rằng đây là bộ vành mới của Honda CR-V, kích thước là 235/60 và vành là và R là 18. Rồi, bỏ qua phần lốp nhá. Tiếp theo chúng ta sẽ đến phần gương. Cái điểm đặc biệt ở chiếc Honda CR-V 2020 này là ở cái phần gương phụ này, nó sẽ được trang bị thêm một cái cụm camera nhỏ ở đây nữa. Đấy, nó phồng ra ở đây, đây chính là camera. Nếu mà gọi dân dã thì người Việt Nam hay gọi là cam cặp lề, nhưng mà ở chiếc Honda thì CR-V 2020 được gọi đây là công nghệ Lens Watch. Tức là có nhiệm vụ là khi các bạn đánh xi nhan sang phải, bật xi nhan phải để rẽ phải, thì cái camera này nó sẽ ghi tín hiệu ở bên hông phải của chiếc xe và hiển thị lên màn hình trung tâm ở giữa. Cái tính năng này sẽ giúp các bạn là quan sát dễ hơn, không cần phải ngoái cả cổ sang để nhìn cái gương, mà chỉ cần liếc mắt đá vào cái màn hình là có thể nhìn thấy rồi. Và đây cũng không phải là một tính năng quá mới, bởi vì Honda Accord 2019 đã được giới thiệu tính năng này và đã được trang bị, đang bán rộng rãi trên thị trường. Các bạn hoàn toàn có thể tham khảo thêm. Và bây giờ chúng ta sẽ đi đến phần đuôi xe. Rồi, cá nhân tôi thì vẫn rất thích cái dáng đuôi của Honda CR-V thế hệ này, bởi vì là nó tạo cái cảm giác rất là cá tính và có chút gì đấy thể thao. Hai cái ống xả kép hai bên này, rồi những cái đường nét nó gấp khúc, nó khúc khuỷu, nhìn nó rất là cá tính. Và đấy là cái sở thích của tôi rất thích cái điều đấy. Còn các bạn thích hay không thì xin hãy comment ở bên dưới cho tôi biết ý kiến của các bạn. Và ở Honda CR-V 2020 thì đã có một cái nâng cấp rất là đáng kể và mang lại được cái sự tiện lợi rất nhiều cho người dùng. Đó chính là tính năng đá chân mở cốp, rất là tiện. Đó là để chìa khóa trong người nha, để chìa khóa sẵn rồi, đá chân vào cốp này đấy, sau đó là cốp sẽ tự động mở điện lên. Đây là một cái tiện nghi rất là tiện, bởi vì là khi các bạn đang bê đồ nhiều thì cái việc đá chân này này nó sẽ tiện hơn rất là nhiều đấy. Và đá một cái nữa nó đóng xuống thế thôi, không phải động tay động chân gì cả, và sau khi nó đóng xuống chúng ta sẽ đi đằng trước. Và đây chính là cái tiện nghi mà tôi đánh giá rất cao trên Honda CR-V, giúp cho mẫu xe này có thể cạnh tranh song phẳng với những đối thủ khác như là Mazda CX-5, rồi Tucson, rồi Sorento, rồi kể cả là X-Trail. Rồi, đó là tất cả những gì tôi muốn nói về phần ngoại thất của mẫu xe này. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đi vào trong nội thất để xem những điểm khác biệt của Honda CR-V 2020 so với thế hệ trước đây. Xin mời. Rồi, vâng, hiện nay thì tôi đang ngồi ở trong chiếc Honda CR-V 2020 và có thể thấy rằng là tổng quan thiết kế của Honda của nội thất ấy, trên Honda CR-V 2020 này thì cũng không có gì khác biệt lắm. Nếu các bạn chỉ nhìn lướt qua ở những cái đường nét, ở những cái chi tiết của chiếc xe này. Tuy nhiên nếu đọc cái thông cáo báo chí cũng như là
vào ngồi tận nơi ở đây thì sẽ nhận ra được rằng có những cái điểm nhỏ khác biệt rất là tinh tế mà bây giờ tôi sẽ giới thiệu cho các bạn. Thứ nhất, ở bệ trung tâm ở đây thì chúng ta vẫn có một cái cần số đặt ở vị trí cao như vậy. Tôi hơi tiếc một chút là ở bên Thái nó có một cái bản 9 chỗ, có một bản máy dầu sử dụng cái nút bấm để sang số chứ không phải sử dụng cần số nữa, và tôi thích cái kiểu đấy hơn. Nhưng mà rất tiếc là Việt Nam thì không phân phối cái đó, cho nên là chúng ta sẽ vẫn sử dụng là cần số ở đây, cần số cơ bình thường giống như thế hệ trước. Tuy nhiên có một cái thay đổi là ở cái phần cổng sạc USB thì trước là thấp thì bây giờ được đặt lên vị trí cao hơn, thuận tiện cho chúng ta cắm dây hơn, đó, cắm vào tiện hơn. Và quan trọng hơn cả là được trang bị thêm hệ thống sạc không dây chuẩn QI đấy, đặt tại đây. Và nếu bạn có chiếc điện thoại thông minh để lên, đó, đèn xanh sẽ chuyển sang vàng, tức là chiếc điện thoại chúng ta đang được sạc. Đây này, đèn vàng đây này, đấy. Đấy, sau đó nó cứ nháy thôi, tức là điện thoại đang sạc rồi. Xong, rất là tiện lợi, không vướng dây dợ gì cả. Đấy, đấy là cái điểm rất là khác biệt. Ngoài ra thì có một cái điều nữa lúc nãy tôi đã bỏ qua và tôi bảo sẽ nói bây giờ. Đó chính là tôi muốn nói đến cái công nghệ Honda Sensing ở trên Honda CR-V 20. Với cái công nghệ này thì chúng ta sẽ có gì nhỉ? Sẽ có Adaptive Cruise Control này, và có thể sử dụng được ở cả tốc độ cao và tốc độ thấp này. Rồi có cảnh báo làn đường, rồi có hỗ trợ trạch làn đường, rồi có hệ thống đèn auto, đèn tự động điều chỉnh. Và thứ năm cuối cùng đó chính là cái hệ thống phanh chủ động khẩn cấp. Và tất cả những cái đấy thì đều được tích hợp ở trên những cái nút bấm trên vô lăng cũng như là bên cạnh đây. Ở đây chúng ta có thể tắt bật hệ thống hỗ trợ cảnh báo làn đường này, rồi có thể tắt bật hệ thống phanh chủ động khẩn cấp này. Và ở trên vô lăng này thì chúng ta có thể tắt bật hệ thống Adaptive Cruise Control, rồi Lane Keeper Assistant, cũng như là điều chỉnh khoảng cách của xe chúng ta với xe đằng trước. Đấy. Và tôi sẽ nói thêm một chút nữa là với cái Honda Sensing này thì chiếc Honda CR-V hoàn toàn có khả năng di chuyển một cách an toàn trên đường trường, trên đường cao tốc, ở những cái nơi mà có tình trạng giao thông ổn định. Tức là sao? Tức là chiếc xe này với radar trước và cái camera ở trên, nó sẽ bám đuôi theo chiếc xe ở đằng trước ở cái tốc độ mà chúng ta đã cài đặt sẵn, và luôn luôn duy trì khoảng cách an toàn đối với cái xe phía trước, và sẽ tự động phanh, kể cả đến mức là phanh đứng hẳn luôn nếu phát hiện ra có cái sự bất cứ sự thay đổi nào về tốc độ ở xe phía trước. Và đây là một cái tính năng mà sẽ rất hữu dụng cho những ai thường xuyên phải di chuyển ở trên đường dài đó. Và nói qua như vậy thôi thì có thể thấy rằng là có rất nhiều những cái thay đổi tuy nhỏ nhưng lại rất thực dụng ở trên mẫu xe Honda CR-V 2020 này. Và bây giờ chúng ta sẽ tạm dừng kết thúc video đưa ra những cái sự khác biệt của Honda CR-V 2020 tại đây. Và ngay sau đây chúng tôi sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những cái video đánh giá chi tiết về hệ thống Honda Sensing của Honda CR-V 2020 để mọi người có thể hiểu được rằng cái hệ thống Honda Sensing sẽ hoạt động như thế nào và tác dụng ra sao. Vâng, và chương trình sẽ kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại.